chị Minh Tăng đó. Anh không tin anh hỏi, tiện hỏi vợ chồng Minh Tăng coi, chính em là người trả cái thằng đó. Rồi xong anh nói nó phát biểu lên, nó cho bốn bàn ăn, vợ chị Minh Tăng đặt 4 bàn là 8 triệu. Xong xuôi nó xuống nó tụng xong nó đi về, nó đâu có trả tiền 4 bàn ăn đâu anh. Mà nhưng điều ở lớn sớm á, người ta thương nhà bé mơ, người ta đi một người 100 100, người ta cho lại được 3 triệu, thì trả ba, tầm 3 triệu đó đưa cho chị Minh Tăng, vì qua dữ khóc luôn mà. Thì 3 triệu đó đưa cho chị Minh Tăng, xong chị Minh Tăng phải ứng ra 5 triệu, đặt cặp vô 8 triệu trả tiền bàn cho người ta. Rồi chị Minh Tăng với anh Minh Tăng mới kêu gọi mấy người bên nước ngoài gửi về 5 triệu đó đặng trả lại cho chị Minh Tăng. Anh coi nó chơi như vậy đó. Rồi thấy cái clip không, nó dụ Mơ ha, nó kêu Mơ ngồi xuống, nó cho Mơ 3 triệu, Mơ ngồi xuống, nó đâu cho Mơ 3 triệu đâu. Nó móc ra 3 triệu, nó lại con Mơ, nó nói em lại chị, rồi xong nó đứng nó làm mấy anh em YouTuber đừng quay, xong thôi nó bỏ vô bóp, nó đi về, nó đâu cho Mơ 3 triệu đâu. Anh coi cái clip anh gửi cho anh á. Rồi xong nó Minh Tăng kêu đi ra tiễn, rồi thôi không có đi, con người bắt đầu vậy đó, anh thấy không? Con Mơ nó còn chửi như vậy nữa đó. Thấy clip em xem rồi. Dạ. Clip đó em xem rồi. Thế không, em đâu có nói láo đâu. Đó, rồi bữa họp em điện cho anh Liêm á. Anh Liêm ảnh đang quen Mờ, anh điện cho em nói chuyện với Mờ. Cái xong em nói 11 bảy xuống không. Bây giờ không có cho bà sư cô xuống nữa. Chị Thảo xuống thì cho chị Thảo xuống, chứ không có cho bà sư cô xuống nữa. Cái anh Liêm nói rồi lỡ bà xuống rồi sao? Bà xuống thì mình trốn. Anh thấy không? Mới đây cách đây nghe mấy ngày là điện cho Hồ Tiến tính đi xuống dưới, nhưng Hồ Tiến bắt máy nghe nói xong sực Hồ Tiến cấp máy 2 giờ điện lại cho Hồ Tiến, kêu Hồ Tiến xuống dưới quay. Hồ Tiến đâu bắt máy đâu anh, đâu bắt máy. Bây giờ nó thẳng luôn, nó dát cái mặt nó xuống dưới nhà con Mơ, có cái kinh nào mà đứng lên quay em mới sợ. Em nói thẳng cho anh biết như vậy đó, có cái kinh nào mà xuống quay nó em mới sợ, không có ai cũng dội nó hết rồi. Anh coi cái đầu nó trên cơ không, nó tìm hiểu, nó đi xuống nhà con Mơ, nó cúng xong người ta quay, người ta tưởng nó là sư cô như đàng hoàng như những mấy sư cô kia. Người ta quay xong anh biết nó về, nó lập cái kinh của nó đăng lên. Bây giờ cái kinh của nó nổi luôn, nó đăng lên luôn á. Dạ đúng rồi. Thấy không? Mấy người này người ta tức, người ta nói là bả, người ta không biết, nếu mà người ta biết từ đầu không ai quay đâu anh. Bữa hổm nè, hồi lúc em còn chơi với nó nè, vợ chồng anh Minh Tăng chặn Zalo của nó, đâu có kết bạn, ra xóa Zalo của nó luôn. Nó kêu em á, nó biết một tiếng nói của em này, hai vợ chồng anh Minh Tăng sẽ kết Zalo lại liền. Con bây giờ con điện cho vợ chồng Minh Tăng đi, con kêu hả kết Zalo lại với sư phụ đi. Em nói thiệt, em nói trong lòng em miệng lưỡi nào, con kêu, em nói trong bụng em vậy á, em nói thôi để đi con về Sài Gòn con kêu, em chỉ chá như vậy thôi anh, em đâu có kêu. Em không có kêu. Cái sau này em với nó nghịch, em mới điện cho vợ chồng chị Minh Tăng nghe, em mới nói cái em vừa nói xong anh Minh Tăng nói không có kết Zalo lại đâu. Em biết, bởi vì bây giờ em mới kể cho anh nghe, anh chị nghe, chứ hồi đó em đâu có kêu đâu, thấy không? Người ta chặn mà nó kêu người ta kết Zalo lại với nó, người ta cũng không kết luôn. Ủa cái con này nó ghê lắm anh ơi, em nó thẳng qua nó kho la hả. Nếu mà nói về làm ăn á thì nó không có tính toán qua bằng mình đâu, còn nói về lừa đảo á mình không bằng nó đâu. Nếu mà nó thẳng luôn á, nó lừa đảo, nó bán anh em mình á, bán trời không mời tiên lôi, mà nó bán nó không cần ký giấy luôn á. Em nói thiệt, cái con này mà nó bán anh em mình nó không cần ký giấy luôn á. Chúng bán à. Bán không cần một viên tử nữa. Nó ma giáo, nó gian xảo, nó ma giáo ghê lắm anh ơi. Cái con này em nói thiệt, trong đời em hình như từ nhỏ tới lớn em mới thấy một người, em mới tiếp xúc một người. Rồi xong chưa, em lấy tiền xong em đi về, nó hỏi em ở dưới chùa đó là không lẽ con không xuống chùa đó, em trả lời là không bao giờ. Vậy mà em biết em về trên nhà em 12 giờ đêm, nó điện Zalo cho em. Nó điện Zalo cho em đang ngủ, em vẫn bắt máy em nghe. Biết nó nói sao phải không? Bây giờ tôi hỏi cô nè, bây giờ tự tôi thiêu tôi chết ở trong cái chùa, cái am, cô có xuống đúc nhang cho tôi không? Em im cả chừng 10 giây, em trả lời là tùy duyên đi. Anh thấy nó vô duyên không? Yeah. Vậy mà nó cũng cái máy nó nói chuyện với em gần 1 tiếng đồng hồ luôn đó anh.
nó ôm cái máy, nó nói một tiếng đồng hồ, em cũng nói với nó một tiếng đồng hồ. Xong xuôi sáng mai em nhắn cho nó một tin nhắn Zalo: kể từ hôm nay sư cô đừng làm phiền tôi nữa. Em nhắn cho nó một tin nhắn như vậy đó. Rồi xong em nhắn cho nó một tin nhắn, em dẫn để Zalo đó. Rồi xong nó coi xong, nó vừa coi xong là em chặn Zalo nó luôn. Em chặn Zalo nó, anh biết nó chơi cái chiêu, nó nhờ nhiều người kết bạn Zalo với em. Em thấy con này không ổn quá, em quỷ bỏ cái Zalo đó luôn đó. Em bỏ cái Zalo luôn. Luôn cả cái số điện thoại của em 313 đó, anh biết nó điện đủ thứ điều nó điện vô. Đành lòng cái sim của em là mang em dục bỏ luôn á. Em bỏ, em mới mua lại cái sim này là em làm lại cái Zalo mới luôn á. Anh biết nó đủ thứ trò đó. Nó nói hả, con Diệu Ngọc á, sư sư phụ biết tánh nó mà. Sư phụ chỉ cần điện thoại, con tin không, chỉ cần sư phụ điện thoại cho nó một cái là nó xuống am sư phụ liền. Trời ơi, tụi nó có giá quá. Nó nói nhỏ Kiên vậy đó, con nhỏ Kiên kể cho em nghe, em nói thì em cứ kêu bà điện đi, kêu bà điện đi, điện con 100 cuộc coi chị có bước xuống không. Chị nói cho em nghe là Diệu Ngọc, chị dân làm ăn, chị thích những người làm ăn có uy tín, dân đàng hoàng, nói một là một, hai là hai. Còn một con người mà gian xảo, xảo nguyệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có là không bao giờ chị làm ăn nữa. Em cũng dân làm ăn, em bước ra ngoài đời đi. Người ta cần con người ta, chỉ cần là một cái chữ tín, một cái danh dự là bao nhiêu người người ta cũng làm ăn với em hết. Còn khi mà em làm ăn rồi em mất đi cái chữ tín, mất đi cái danh dự rồi, sau này em có trăm ngàn tỷ cũng không ai dám làm ăn với em nữa hết. Tại vì cái danh dự, cái uy tín mình đã bán đi rồi thì mới muốn ai dám làm ăn với mình nữa, anh đúng không? Dạ, đúng rồi, chính xác. Đó. Em nói là em rất là cần người đàng hoàng, rất là có uy tín, danh dự thì em chơi. Còn như những người trời nói chuyện, em nói thẳng với anh, nó nói chuyện như chở bánh tráng vậy. Khi mà anh bánh mì nêu lên, nó ăn đầu gà, cánh gà này kia kia nọ đó, anh nói nó mua cho chó à. Anh tin không? Nó mua cho chó à. Trời ơi, nó, anh biết con này nó tu mà nó ác phải rồi. Tại vì em nói là em nói với nó sao biết không nè, tôi nói cho bà biết nè. Bà ra lăn lòn ở ngoài xã hội lâu rồi, nhưng điều bà đó ăn bò ngủ bụi, bà dân bán với số dạo ngủ bụi đời. Cho nên cái tư cách, cái ăn nói của bà đó tôi không có chấp nhất. Còn bản thân tôi, cha mẹ tôi sanh tôi ra, ngủ niệm ấm chân im, lớn lên dựng vợ gả chồng, tạo cơ ngơi sự nghiệp cho tôi đứng lên, thì tôi với bà là đối chọi với nhau rồi. Em trả lời thẳng với bà như vậy luôn mà, nên nói chuyện như vậy luôn. Vậy mà nó cũng không biết quê, nó cứ nghĩ, nó nghĩ là nó níu kéo em tặng nó ăn được tiền của em. Em nói thẳng luôn á, bây giờ con người nó không có xứng đáng mà để em cho 1.000 nữa. Mà luôn cả em đi ra đường mà cái người nào dắt té ra, em sẵn sàng em cứu người ta. Chứ cái bản mặt nó mà có dắt té đi, em lấy mắt mà em nhìn, em nhổ nước miếng vô mặt nó luôn. Em nói là em làm đó anh, bởi vì cái con người đó không có xứng đáng ở trên xã hội nữa. Nếu mà cho em làm lực pháp lớn đi, cái con người của nó là em lội ra ngoài xã hội liền. Em lội nó ra ngoài xã hội liền. Nó đâu có vô giáo hội Phật giáo đâu anh. Giáo hội Phật giáo nào chứng cho nó đi tới chùa nào nó cũng gù sư cô chê ái với nó hết á. Đó. Anh coi nó ngu không? Ông thầy mớt nọ ăn gian quan hệ với nó 4 lần nó cũng kể cho em nghe đó. Anh thấy không? Có ai mà như vậy không? Giả tỷ đi, em lấy chồng em mất kinh đi, em cũng không dám kể cho người nào nghe hết. Anh công nhận không? Còn cái này ông thầy mớt quan hệ với nó 4 lần nó cũng kể cho em nghe 4 lần. Mà nó không còn con gái, nó không còn con gái, cái tư cách nó nằm, anh biết hả, nó chằn chuồng mà nó nằm, nó bành cái háng nó vậy nè. Em ở trong nhà tắm em đi ra là em thấy rõ luôn. Bởi vì họ không quốc chung đấy. Nếu mà vậy để tiết, cho để chằn chuồng. Chị đừng kể chi tiết, chị nói tổng thể thôi, đừng kể chi tiết quá. Để chằn chuồng á, với bố già hốt đi. Không, cái đó là thật sự có pháp sư với cụ cải là em đảm bảo chị là hốt lâu rồi, chắc là cũng cũng hốt chắc cũng ấy đó, cũng nhiệt tình lắm đó. Dạ. Dạ. Mà như em nói nghe nè, con người nó ghê tởm lắm, nó không có được như mình. Dạ. Từ cái bụng nó đổ lên cái cổ nó thì mập lắm,
tròn trịa yeah. lắm nha, hai cái giò của nó như hai cái giò của con ếch vậy đó, nó không như em vậy đó, người của nó ghị hợm lắm. Chị, không em nói thiệt, chị nghe bà tả tả về cô Huyền Linh chưa, nó người ốm như con nhái. Trời, còn nó nhìn người ta ốm, sư cô Huyền Linh ốm thì mày diễn coi, người ta ốm từ trên xuống dưới người ta xung đột người ta đều, sư cô Huyền Linh nó ăn người ta ốm từ trên xuống dưới người ta đều. Yeah. Còn nó ốm mai nó bận cái đồ tu nó rộng rãi, nếu mà nó bận cái quần ôm như dằn mình không ai ngó nó hết. Hai cái giò của nó em nói anh như là cái ống quyển của con ếch vậy đó. Anh thấy con ếch không? Từ cái bụng đổ lên thì nó bật thấy không? Mà xuống hai cái giò nó hiểm nhớm nhất đó. Yeah. Em nghĩ con này kiếp trước nó là con kiếp trước á. Ở dưới âm, ở Diêm Dương nó cho nó lên đầu thai, kiếp trước nó thành con ếch á. Rồi kiếp này nó lên nó đầu thai người nó như con ếch vậy đó. Hai cái giò nó không ấm teo à, ngộ lắm. Bị kiếp, ngợm lắm. Kiếp trước con ếch, kiếp này sợ là con nhái á chị. Trời, anh coi nó mắc nết không, nó nằm nó giỡn với em, nó giỡn với em bỏ nó bóp, nó bóp của em bỏ em chạy vậy mà nó dãy xuống giường nó dí em nó cười nó đái trong quần luôn á. Ôi ơi chị nghĩa mà nói thật sự là ngày trước này chị nghĩa bỏ đi Mỹ quá. Nó đái trong quần luôn mà em đâu có biết đâu anh, nếu mà nó đừng có nói thì em đâu có biết, nó giọt miệng nó nói sao biết không, sư phụ đái trong quần rồi mà anh biết đồ lam là đồ màu mà, em nhìn xuống trời ơi nó đái một quần luôn anh, em nói sao trời ơi em cười quá trời cười, em nói con bó tay với sư phụ rồi. Lấy đồ đi vô nhà tắm, tắm thay đồ xong cái ngày mai em đi về, em về xong em về trên nhà em xong em điện em kể cho cô Dự Từ nghe, cô Dự Từ nói trời ơi Thảo ơi ở đây sư giỡn sư đái hoài chứ gì. Giỡn cười một hồi là đái trong quần là đi vô nhà tắm thay đồ lại đây hả, bảy đồ ai cũng biết cái nào, Phật tử nào cũng biết cái đó, mắc nết không. Ôi sư phụ, sư phụ sư phụ sẵn rồi, sư phụ đái trong quần rồi, nó nói vậy á, nó nói sư phụ đái trong quần rồi, em tưởng nó nói chơi, em nhìn lại trời ơi một quần luôn anh, đái từ trên xuống dưới chảy xuống đất luôn. Quay cho trời. À, sư phụ sẵn rồi, sư phụ bất ổn rồi. Hả? Sáng lên đâu ở có ai mà nó tối này tối này còn con khán giả ở kênh Lao Thang Sài Gòn có một bữa gọi là cái như là cười cười cái như cười xiêm việt. Trời ơi, nó giỡn mà, nhưng điều em tưởng là mấy người kia không biết, nhưng điều em vừa kể cô Bảy cô Dự Từ nó trời ơi ở đây thấy đái hoài vậy Thảo ơi. Sư giỡn hồi sư đái trong quần là đi vô nhà tắm là ở đây biết đái trong quần rồi, ai cũng biết hết, Phật tử nào cũng biết hết á. Trời ơi gặp em quê chết luôn đó anh. Mà anh biết sao không, tại vì mấy bà già bà đế này á mà đi các chùa khác á thì đi vô đốt nhang xong đi về đi là sao mà gặp được trụ trì, anh công nhận không? Dạ đúng rồi. Mấy bà này mà đi vô mấy cái chùa lớn thì đốt nhang xong thì đi về đi. À nó mới gì nè anh, ghê chưa? Em điện lên phòng hành chánh của chùa Hoàng Pháp á, tại vì chùa Hoàng Pháp cho em thang đó. Yeah. Nó đặt kinh ở chùa Hoàng Pháp á, rồi nó mua kinh ở chùa Hoàng Pháp á, người ta gửi bưu điện về rồi ship em vô nhà nó, rồi nó mới lên cái clip đó nó chùa Hoàng Pháp đặt kinh cho nó. Yeah. Bây giờ tao hỏi luôn mày này Liên Nghĩa, bây giờ mày nói thầy Thích Chân Tính gửi kinh cho mày, mày trả lời cho tao một câu đi, hiện giờ Thích Chân Tính đang ở đâu, mày trả lời đúng tao mới nể mày. Hiện giờ Thích Chân Tính đang ở đâu, ghê không, nó mua đã đời người ta gửi về vậy mà nó nói là Thích Chân Tính tặng chùa Hoàng Pháp tặng kinh cho nó. Yeah. À, bây giờ em hỏi đó. Nó đó em lên em hỏi nó đó, bây giờ mày nói Thích Chân Tính tặng kinh cho mày, bây giờ tao hỏi mày Thích Chân Tính hiện giờ đang ở đâu. Yeah. Mày trả lời được tao mới nể mày, mày trả lời đúng không, tao có trả lời đúng. Còn cái thứ hai anh biết sao biết không, nó nói thì Thích Chân Tính nó kêu nó soạn đi rồi xong á đưa nó lên Phật Pháp Niệm Màu nè, tao nói cho mày nghe luôn nè Liên Nghĩa, Phật Pháp Niệm Màu của Hoàng Pháp là mười mấy năm nay rồi, ai muốn lên Phật Pháp Niệm Màu á thì cứ việc đăng ký điện thoại lên phòng hành chánh rồi đăng ký, rồi thầy sẽ sắp xếp từ 1 đến 10 từ từ người hết, ai cũng đều đăng ký được hết,
chứ không phải mà Nhân Điều không bao giờ gặp được ông thầy Thích Chân Tín mà nó nói thầy Thích Chân Tín kêu nó lên phỏng vấn nó Phật Quốc nhiệm màu. Dạ. Nói chung là chắc mà là em nghĩ là nếu mà sư phụ mà nghe được cái buổi mà live stream trực tuyến chị phát đây là nghĩ là sư phụ đái tiếp đó chị. Đái trong quần nữa. Đó thì lại em hậu cái nữa đó nó nói thầy Thích Chân Tín mới tặng kinh cho nó. Yeah. Tôi được tặng, cô Thảo tặng được không? Bây giờ tao hỏi mày hiện giờ thầy Thích Chân Tín đang ở đâu? Mày nếu ngày mai mày bản lãnh, mày nghe được cái clip này, mày lên mày trả lời đúng thầy Thích Chân Tín, tao mới nể mày. Yeah. Nhưng điều tao nghĩ cái bản mặt mày, mày không có vé mà mày gặp được thầy Thích Chân Tín mà nói chuyện với mày đâu. Tại vì mày đâu phải là một người tu sĩ. Mày đâu phải là một người tu sĩ mà để mà thầy Thích Chân Tín tiếp mày, không bao giờ mày gặp được đâu. Yeah. Nó điện lên phòng hành chánh, nó coi, nó đặt kinh, người ta gửi bưu điện xuống rồi ship đem vô chùa đó. Vậy mà nó nói, nó lên, nó nói là thầy Thích Chân Tín tặng kinh cho nó. Yeah. Thầy nào mà tặng kinh cho mày? Yeah. Ông thầy Thích Chân Tín, ông không bao giờ, em nói anh, ông mở một cái hả phòng kinh điển đĩa đồ là không bao giờ bức bị gì. Mỗi một câu như vậy là có một Phật tử quản lý, ổng đâu có đụng tới mấy cái chuyện đó đâu, mà nó gửi cho nó chứ không phải nó bỏ tiền ra nó mua. Nó lên đó rồi nó gửi xuống rồi đó. Anh nói anh lấy về máy anh có đó, em ơi lưu lại đâu, tất cả là em lưu hết. Bây giờ em hỏi nó trả lời được không, thầy Thích Chân Tín hiện giờ đang ở đâu? Yeah. Đó. Mày trả lời đi rồi tao trả lời với mày. Mày trả lời đúng thì tao trả lời đúng với mày. Mày cứ trả lời đi, ngày mai mày lên clip mày cứ trả lời đi. Mày cứ trả lời thầy Thích Chân Tín hiện giờ ở Hoàng Pháp đi, là mày là con âm binh. Bây giờ mày cũng chưa biết thầy Thích Chân Tín đang ở đâu, mà bản thân tao biết thầy Thích Chân Tín đang ở đâu. Đó. Trời, nó mắc ma, nó tưởng là nói gì đó là em nó đưa lên như vậy là Phật tử nó, là nó là một người giống như là nó là một người tự cao, thầy Thích Chân Tín phải tặng kinh cho nó. Trời ơi. Yeah. Chung là nãy giờ nghe chị kể mà em nó thật sự là em đổ mùa hôi hột luôn chị. Em nói anh con này nhiều lắm mà, nhưng điều nhiều khi em nhớ, nhiều khi em không nhớ. Nếu mà nói với nó, em xuống chùa nó ta, em xuống cái am của nó tám là bốn lần như vậy, chắc em ở 9 ngày 10 ngày. Yeah. Tại vì có cái lần cuối này là nó ép hả, khi nào chị nhớ là chị chia sẻ thôi, bình thường mà, chung là em cũng mới vừa lâu mùa hôi hột xong. Biết chị nghĩa cái đáy thêm lần nào không, riêng tôi là coi như là sức mùa hôi tráng quá chị, nghe đổ mùa hôi hột luôn, sợ hay quá. Sư phụ, trời ơi, không có nết nè, em về em kể cho mấy đứa lính em còn cười nó, trời lớn gì đâu mà không có nết nè, ai đi gì trời. Rồi nó hỏi rồi chị ngủ với bà, rồi bà có đá dầm không, nó không, nó đá dầm thì nó có đái, nếu nó đá dầm là cái niệm nó cay mình biết. Anh công nhận không, cái niệm thì đâu đem đi giặt được, anh giặt được cái tấm da thôi chứ cái niệm anh đâu đem đi giặt được. Đâu nhiều lúc mang bím chị? Hả? Nhiều lúc mang bím thì sao? Cái chiếc cối nó ngủ với em đó, chặn ở chuồng không à? À thế hả? Nếu nó mang cái đó là em sẽ biết. Dạ. Không, nó ngủ nó không có đáy dầm anh, nó ngủ nó không có đáy dầm mà Nhân Điều nó cười nó té người ta, ông bà già xưa nó cười té đái trong quần đó. Là con này nó có một cái bệnh. Dạ, cái bệnh đây nó dữ quá hả? Cái bệnh đây mà nó thật sự đang ăn tiệc, nó đang xem hài đó quý vị, mà nó thật sự đang đi coi hát coi hài đó, mà rúa diễn lúc mà cao trào nó nghĩ là cái thay quân là không có chỗ thay. Trời, con này á hả, nó ma lắm mà nồi, nó thẳng luôn á, nó ma lắm. Cái chiêu của nó, em ở trong am nó mà người ta điện thoại về người ta nói chuyện với nó mà nó nói sao biết không? Sư cô xài điện thoại nhỏ xíu à, anh cho bà kia gửi tiền về cho nó mua điện thoại cho nó. Yeah. Mà trong khi đó nó xài cái điện thoại Samsung mà nó nói vậy đó. Yeah. Kinh quá hả? Không biết hiểu đó, hiểu Samsung hay cái gì, tại vì nó có cái vỏ mình không biết đó. Điện thoại nào mình nói điện thoại đó, anh thấy nó gian tham không? Yeah. Nhưng điều á, em cũng mong á,
Phật tử trong và ngoài nước đề phòng con Liên Nghĩa, nó là một con lừa đảo, nó không có xứng đáng một người Phật nhà tu đâu, nó thẳng luôn. Yeah. Hồi đầu em tưởng nó đàng hoàng, em lo cho nó, qua năm em sẽ lót gạch từ chùa của nó ra ngoài, tại vì gạch chùa của nó là nó giá anh. Yeah. Cô Diệu Từ đó cũng như hồi xưa nó không có tiền, nó mua một cái chút nó giá ở bên ngoài á, nhìn ở bên ngoài thì xấu, còn ở bên trong thẳng thì nó giá, nó lót luôn. Yeah. Đó, ở đằng trước thì nó có giá. Thì nó nói cái bộ cửa nó hư thì em dự định qua Tết em cũng làm cho nó, nhưng bây giờ trời, cái bản mặt nó thẳng luôn 1,000 nó cũng ăn được em nữa. Yeah. Quá lừa đảo. Chung căng quá chị. Trời ơi. Như dạ? Chị kể thế này mà thật sự ra chắc là cả em cùng tất cả các bà con đang theo dõi ở đây chắc cũng mồ hôi trán chứ cũng đổ như em đâu, con khác thì cả đâu, nghe nó ghê quá. Với em biết sao? Dạ, với em biết sao biết không? Tại vì cái số 313 của em á, bữa hổm nó tưởng á, nó đưa lên mạng cho cộng đồng mạng điện thoại chửi em, nhưng điều tình cờ nó đưa lên cộng đồng mạng có một số ở bên Mỹ, ở bên Úc các nước điện về hỏi em đều kể hết luôn. Yeah. Mà luôn cả có cô Hiếu ở trong đó, cô Hiếu đó cũng lừa đảo người ta, rồi người ta chửi lộn với nó, bây giờ người ta đâu có dòm tới mặt nó đâu. Yeah. Cô Hiếu ở bên Úc kể cho em nghe luôn. Yeah. Đó. Đó. Cô Hiếu điện về kể cho em, tình cờ nó đưa cái số điện thoại em lên, nó tưởng người ta điện thoại chửi em, nhưng điều không ai chửi. Ở Việt Nam mình em biết hả, điện quá trời điện luôn, điện giết mà em không trả lời luôn, em phải giục cái sim ra ngoài luôn. Yeah. Em bỏ cái sim luôn á, em bỏ cái sim 313 luôn á. Yeah. Điện về hỏi, cũng như em mới hỏi, mới anh mới hỏi em kể cho anh nghe xong, vừa cúp máy cái người khác điện vô, người khác điện vô điện vô, mình đâu có thời gian đâu mình kể hoài. Yeah. Kể mà lúc đó em còn tắt tiếng không nói chuyện được luôn. Yeah. Cái cô Diệu Chánh, cô Diệu Từ á mới chỉ em, Thảo ơi, Thảo buông hò gai á, về Thảo bỏ vô cái ấm nước á, Thảo nấu Thảo uống thay nước lạnh á, vậy mà hay đó anh. Yeah. Cái ngò gai á, em uống tới khi mà uống mới có một ngày là em thấy đỡ nhiều rồi nha. Cái người ta điện vô tấp nập nữa, em phải đành em giục cái sim ra ngoài luôn. Em bỏ luôn cái sim luôn tới nay luôn á, em đâu dám đút vô nữa. Yeah. Nếu mà em đút vô chắc bây giờ quá trời cuộc gọi nhỡ luôn. Tại vì sim đó em có đăng ký cuộc gọi nhỡ mà. Yeah, tình cờ nó đưa vô, đưa cái số điện thoại em lên ở nước ngoài, người ta điện vô. Có ai mà anh thấy không? Người ta đi xuống Nam đó, đi chùa, chỉ bệnh. Đi 16 người mà cũng có 1,000,000 à. Nó kể em nghe vậy đó. Dạ. Yeah. Tu cái đây thấy cũng nhiều cái cũng ghê quá đi. Dạ. Dạ. Rồi hai cái con nhỏ nó ở bên Mỹ á. Nó nói con nhỏ đó nó bị nhức đầu. Nó trị bệnh á, nó cúng qua mạng á. Mà con nhỏ đó hết. Mà em không biết con nhỏ đó như thế nào. Yeah. Chính bản thân em xuống Nam nó em nhức đầu á. Nó có trị em hết đâu. Nó có chị em hết đâu, nghe là xuống nó phải bắt nhức đầu, nó bắt gió cho em mỗi ngày, nó có chị cho em hết đâu. Yeah, mà chị... con nhỏ đó nói hết về cũng 500 đô, nó cũng nói cũng có 100 đô à. Yeah. Chị online cái gì nay mà chị Nghĩa là chị online nha, nhưng mà chị trực tiếp không bớt. Yeah. Với chị online bớt. Ủa xong á, nó nói nó chị á hả, con nó chị dông á, tâm linh hay lắm, con em bỏ đứa đó, nó chị tới giờ cũng đâu hết, nó chị em có đâu. Yeah. Có hết đâu. Yeah. Cứ 3-4 ngày, 4-5 ngày là con em về, nó chặn cái vai em, nó chặn cái vai em mỏi chịu không nổi vậy. Yeah. Đó hết đâu, nó chỉ có hết đâu vậy. Mà con nhỏ bên Mỹ không biết nó suy nghĩ sao mà nó nói sư cô sư phụ chị con hết, bây giờ về xuống hậu tạm chịu 100 đô. Cái này 100 đô nó mừng ngày nhà nó cũng gửi lên đi về cũng có 100 đô chứ gì. Cái này chị nghĩ có nghĩ là nó tự dàn dựng những thức phim WBA lên không? Cái đó thì em không biết, cái đó thì em không biết, mà nhưng điều vừa rồi nó có dàn dựng lên như vậy. Nó kêu ai á đi vô á cúng á, rồi nó đọc dông á lên 10 đầu ngón tay nó kêu để lên cái dạy trắng á. Nè sư cô nè, coi vô, cái bà đó bà cong 10 ngón tay á, cong vô. Dở ra, đi ra, dông ra, cái 10 đầu ngón tay dở ra, ai mà dở làm không được. Đúng rồi. Cái đó em đã có xem đó rồi, chung là dâm lên là cái một lên, hai lên, cứ cứ lên. Mà lần đầu nó dụ em xuống, nó cũng làm như vậy, nó kêu hả, chồng em mới có đâu. Yeah. Lần đầu nó dụ em, nó nói xuống đi rồi hả, nó sẽ kêu dâm lên 10 đầu ngón tay rồi con xã hội có đâu. Bây giờ cái này chị Thảo này, chung là cái vấn đề đây là mang chắc là cũng đang là bị bợm rồi đó.
chắc là dạ đâu. Cái cái vị này em cũng cũng đang có dấu hiệu là coi như là xem xét cái vị này từ lúc mà xuống mà nhận pháp sư ở với ven là coi như là chị em cách nghĩa đó là em thấy là nghi ngờ đầu, với là nói là bây giờ nếu mà tu thì ven như là pháp sư là sau này sẽ là hơn hơn sư nhiều, thì cái điều này em càng nghi ngờ nữa. Cho nên vấn đề là cái vị này từ lúc mà bước xuống chỗ ven trường em có những cái gọi để ý rất kỹ đâu. Chung là hiện nay hôm nay mà chị điện tới để mà chia sẻ vấn đề này thì thực sự ra nó cũng là không không ngoài cái dự đoán, nhưng mà cũng cũng thấy là có những cái mà nó ghê hơn cái suy nghĩ của em. Chung là vừa ghê mà vừa gớm nữa, gớm là đái trong quần nữa nha chị. Trời, có ai mất nữa ghê luôn á, đái trong quần như vậy á. Ghê mà gớm quá, trong đây là người ta gọi là ghê gớm nha quý vị. Đấy, ghê gớm là chính đó. Đấy, vừa ghê vừa gớm. Đấy, mai chắc là cũng dạng cái như là chung là sư thầy mà bạch bạch cũng được, mà cái như là không có sư thầy bạch bạch là mang chắc là gạo nếp gạo té gì cũng chơi đó. Cũng canh cái vụ này hơi canh. Thấy đâu. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị. Chị cứ dạ chị tất cả những cái gì mà chị còn lưu lại giữ lại đó thì chị cứ chuyển qua cho em, hoặc là coi như là có chuyển qua những kênh anh em khác đó để có một cái sự lan tỏa. Thì cũng thay mặt tất cả các bà con cộng đồng, thay mặt tất cả những Phật tử chân chính, cảm ơn chị rất nhiều đã nói lên một cái sự thật mà thực sự ra thì chắc là cái sự thật này nếu mà chị là người trong cuộc mà chị không nói ra chắc muôn đời không ai biết được sự thật này. Đúng rồi em nói thiệt với anh á, em dữ lắm, em không muốn nói ra mà tự nó lên cái lên nó nói em đâu có bị khùng đâu, mà nó nói em 12 giờ đêm chạy ra trời mưa tắm ra là em đâu có bị điên đâu. Rồi ba bộ đồ đó chính mất là nó mua cho em ở Sài Gòn, nó điện nó nói sư phụ mua cho con ba bộ đồ hết triệu mấy, xuống em đâu có bận đâu, mà cái clip đó là cái Zalo đó em bỏ rồi, phải còn em gửi qua cho anh cái Zalo đó bỏ rồi cho nên mất hình rồi. Cái Zalo 313 đó em bỏ rồi. Mới hồi nãy em kêu cháu em lục lại bên máy nó có không, nó nói con xóa hết rồi Út ơi. Nó bắt buộc em bận cái bộ đồ đó vô, em không bận vô nó bắt buộc em bận, nó ép em bận mà nó quay phim luôn đó anh. Vậy mà bây giờ nó nói ba bộ đồ đó nó mua cho bé Diệu Ngọc. Phải rồi, nó tưởng người ta cũng nghèo khổ như nó vậy đó, không có quần áo bận. Nó mua cho người này, nó nói cho người kia cái mỏ nó đanh đá lắm, tao cho mày đanh đá ngày qua, tao hẹn mày qua Tết tao quất vô cái mỏ mày cho mày coi. Rồi khi nào chị đi đó là chung là thông báo, nếu mà em rảnh thì thu xếp đi với chị cho vui ha. Cái vấn đề này em cũng có. Rồi ok, qua Tết này đi em không cần. Lục Tàng với Quốc Trung với là khám phá thế có đi chơi cho vui không? Đăng ký nha. Đăng ký thì có mình em mà xe 7 chỗ, còn nếu cảm thấy nhiều nữa thì em bao xe 16 chỗ, còn nhiều nữa thì em bao xe 45 chỗ luôn. Chắc đi hả chị, chắc là tất cả anh em chắc cũng đi xuống để khám phá cái một cái sự thật nó cũng hơi bị vừa ghê vừa gớm quý vị, nên là chắc cũng phải đi chứ. Đi ha. Dạ ok chị. Dạ rồi, rồi. Em bye em nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em chào quý khán giả. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ anh dạ. Thưa quý vị, đó là những cái gì mà chị Thảo chia sẻ lên trên cộng đồng, cũng muốn rằng có một cái sự lan tỏa. Đó, có một sự lan tỏa để tất cả các bà con ta cùng nhau mà cảnh giác những cái chiêu trò ha. Còn cái sự việc như thế nào thì tôi nghĩ rằng chắc là sư phụ chắc biết rất rõ đúng không? Đấy, mà không biết là tối nay sư phụ ngủ rồi có mang bỉm hay không, cho thấy là những dạo này thấy sư phụ là đăng lên những clip mà thấy là coi như là có hình ảnh mà không có hồn. Thế thì mong rằng tất cả các bà con ta cùng nhau để bảo vệ những cái gọi là nó chân lý cuộc sống. Và buổi live stream hôm nay Lang Thang Sài Gòn cũng xin tất cả quý vị là cho kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng Lang Thang like cho Lang Thang Sài Gòn một like ha. Và nếu bà con là chưa đăng ký thì đăng ký giúp kênh của Lang Thang Sài Gòn để cho có sự lan tỏa quý vị nha.
Cảm ơn tất cả các bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình để mà đồng hành cùng Lao Thai Sài Gòn trong những cái buổi livestream như thế này. Bye bye quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị vào những buổi livestream tiếp theo.